Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Radio Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua đó trong chương trình Cà phê sáng thì Ngọc Lan có nhắc đến một cái tin là một cái huyện, một cái xã ở Thanh Hóa, đó là huyện Hoằng Hóa. Đó là họ đã thực hiện cái việc mà những người F2 đó, 278 gia đình ở đó mà họ xếp vào F2, tức là có cái qua lại hoặc có cái gì đó nó dính dáng đến những người F1, thì họ dùng cái ống khóa để họ khóa cái cổng nhà người ta lại, xong rồi ông coi về cái xã đó giữ hết một đống cái chìa khóa đó. Thì ngày hôm nay đó, khi mà báo chí lên tiếng, thì ngày hôm nay lại là chính quyền mở khóa cổng cho tất cả những cái hộ đó. Mình đọc lên là mình nghe thấy rất là ngộ. Ngày hôm qua khi mà nói là cái chuyện mà khóa lại như vậy đó, có khán giả nói rằng là ồ, chẳng qua là họ bán ổ khóa. Đúng thiệt là như vậy. Bây giờ tin tức đưa ra chi tiết hơn mới nói rằng là bởi vì á, ở những cái xã, cái phường này họ sợ. Họ sợ rằng ông này trả lời luôn là trả lời báo chí mà ông bí thư huyện Hoằng Hóa đó. Ông trả lời rằng là nhiều lãnh đạo xã lo bùng dịch sẽ bị kỷ luật, bị cách chức, cho nên mới đề nghị huyện cho mua khóa, khóa cổng những hộ đó. Rõ ràng rằng là những cái lệnh ở trên đưa xuống đó, ai mà cái chỗ nào mà bị dịch nhiều như vân vân thì họ sẽ bị cách chức, họ bị kỷ luật. Cho nên bây giờ những người này đã nói rồi, ở trên cứ đe xuống thì ở dưới họ phải chạy tán loạn để họ làm bằng mọi cách. Mà đôi khi những cái cách đó nó rất là ấu trĩ, họ vẫn làm bởi vì họ sợ bị mất ghế, bị kỷ luật. Thì bây giờ nó là mua khóa về cho khóa những cái ổ khóa đó, xong rồi họ đánh dấu lên những cái ổ khóa đó là số mấy, rồi cái như đây quý vị nhìn thấy á, cái chìa đó đưa cho cái ông chủ tịch xã hay là bí thư ở xã đó giữ, nhưng mà bây giờ thì người ta nói không được phải tháo ra. Thế là tháo ra để mình thấy nó cứ xoay vòng như vậy thì tội nghiệp người dân quá. Bao nhiêu là thứ, ngày hôm qua thì đã nói là họ khóa lại, người ta nói lỡ như mà có chuyện gì cháy nhà hay gì thì làm sao chạy ra. Thì họ nói ồ, ở đây cái sân này rộng lắm, người dân đã tích trữ sẵn lương thực rồi, cho nên không có chuyện gì đâu. Có nghĩa nói chuyện một cách rất là buồn cười. Nói về cái vụ này đó thì thưa quý vị, nếu mà quý vị coi hình đó thì thấy đó là tại vì đó mỗi một cái nhà ở trong cái khu vực đó thì họ có cái sân nhà rồi mới vô trong cái cửa nhà của người ta. Cho nên mấy ông bí thư rồi mấy ông huyện xã nói rằng là nhà người ta vẫn còn rộng rãi lắm, chỉ khóa cái cổng ở phía ngoài thôi. Đó, thì trong nhà người ta đâu có bị khóa đâu. Thì quý vị coi cái hình này nữa là thấy nó cũng đó. Bây giờ đó, làm hàng rào kẽm gai người ta cũng đi qua được, làm chốt chặn cách ly người ta cũng có tìm cách người ta đi qua được. Thì bây giờ không còn cách nào khác thì mấy ông lấy xương rồng, mấy ông tận dụng nha, tận dụng luôn. Nhà nào có xương rồng đem ra nộp. Đó, đây, dùng những cái lá xương rồng như thế này để mà quăng đầy trước cái sân này. Đi qua thì dĩ nhiên sẽ gặp khó khăn rồi. Cấm đi lối này, đây là cái bảng, đây là cái khu vực cách ly. Mà họ bây giờ không dùng tới kẽm gai nữa, kẽm gai là sẽ bị cắt, bị này kia. Đó, họ dùng tới xương rồng, thấy vị thấy không? Cái này đầu óc cũng thông minh ghê chứ, sáng tạo chứ đó. Dùng xương rồng để mà rải ra đầy hết, để mà người ta khỏi đi tới đi lui chỗ này nữa. Thì cái ông mà là lấy cái ổ khóa đi khóa cửa từng cái cổng một đó, thì ông nó cũng nhanh trí mà. Đôi khi nói rằng là nói những cái chuyện này á, được cái gì? Nhưng mà thật ra khi mình lên tiếng á, khi nhiều người dân cùng lên tiếng, báo chí lên tiếng ở khắp nơi, thì người ta cũng phải để ý. Nhưng mà họ để ý có nơi thì thay đổi. Ví dụ như đây cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà cũng có nơi thì họ cứ ì ra đó, họ muốn làm vì những cái mục đích gì của họ thì mình không biết. Nhưng mà trách nhiệm của những người làm truyền thông thì người ta phải nói. Nhiều người dân thì người ta cũng lên tiếng thì nói, thì
hy vọng là nó cũng sẽ có sự thay đổi. Ví dụ như bây giờ nói về cái chuyện mà ở Sài Gòn đến ngày hôm nay ngày 20 tháng 9 á, thì ở Sài Gòn đã có một quận gọi là quận đầu tiên ở đây công bố kiểm soát được dịch, đó là quận 7. Cái tỷ lệ chích ngừa ở trên quận này á, là gần 94%, có nghĩa là nhiều lắm rồi đó, chưa tính những người đó là một mũi, còn chưa tính những người được chích hai mũi. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra đó, nó là kiểm soát dịch rồi thì giờ làm sao? Hay là cũng như người ta đặt vấn đề rằng là bây giờ những người mà đã tiêm được chích ngừa hai mũi rồi thì giờ chẳng lẽ cũng nằm ở nhà? Phải có một cái cách gì đó. Ông này là ông Nguyễn Huy Nga, tức là nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, ông nêu lên cái vấn đề này. Thì bây giờ phải cho người ta đi ra để cho người ta đi làm trở lại, đi buôn bán trở lại, chứ chẳng lẽ giờ chích ngừa xong cũng nằm ở nhà theo cái quy định là giãn cách xã hội ai cũng phải ở nhà, thì cái điều đó nó là vô lý, nó không có hợp lý chút nào hết đối với một xã hội. Rồi có người nói là chích hai mũi rồi thì vẫn nhiễm, cho nên có thể lây nhiễm tùm lum. Trời, mấy ông lãnh đạo của mình cũng không mang khẩu trang rồi đi tùm lum tùm la tiếp xúc, có khi cũng mang khẩu trang vân vân. Rồi cũng có người nói rằng ôi cái chuyện khẩu trang bên Mỹ cũng cãi ầm ĩ, chứ riêng gì Việt Nam, nó bên Mỹ khác, hai cái trường phái nó khác nhau. Bên Mỹ là có lúc thì bắt buộc, có lúc thì đề nghị, cho nên ai muốn mang mang, không mang thôi, đi ra đường mình không có cái quy định là phạt những người không mang khẩu trang. Trừ khi nào mà quý vị vào trong những cái chỗ mà của tư nhân hay gì người ta yêu cầu thì quý vị bắt buộc phải tuân theo cái nơi đó. Còn ở đây ở Việt Nam á, đó là lệnh, đó là pháp luật đưa ra, ai không làm thì sẽ bị phạt. Bị phạt cái số tiền rất là nhiều. Nhưng mà cái người đứng đầu đó họ lại không làm gương chỗ đó, đó mới là cái điều đáng nói. Mà họ cứ đưa xuống dưới. Cái điều nó khác nhau vô cùng như thế. Thì đó là tin tức liên quan đến tình hình Covid ở Việt Nam. Về cái số lượng người chết thì hôm nay cũng trên 300 người ở trên toàn Việt Nam. Riêng ở Sài Gòn thì còn được 200 mấy chục người. So với cái tỷ lệ đó thì tỷ lệ người chết trên số lượng mà người nhiễm Covid-19 ở Sài Gòn hiện bây giờ là trên 4%. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới nó sẽ giảm xuống. Hiện bây giờ thì số người chết ở Việt Nam, ở ngay Sài Gòn nha, cũng đã ngót nghét gần 10.000 người rồi. Nói về tin Hoa Kỳ thì bắt đầu ngày hôm nay đó là có lẽ sẽ có nhiều người bắt đầu cái chương trình gọi là Long Weekend thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2 đi chơi đây đó. Thì tin ở Hoa Kỳ cho biết là khoảng 51 triệu người sẽ di chuyển đây đó trong cái mùa lễ Labor Day này. Và mặc dù CDC có khuyến cáo rằng là nếu quý vị đã có chích ngừa đầy đủ rồi thì vẫn phải đề phòng, vẫn phải ý tứ cẩn thận về cái vấn đề dịch Delta nó lây lan. Nhưng mà khi được hỏi về những cái con số mà người ta đi di chuyển đó như thế nào đó, thì quý vị có thể ngạc nhiên là hơn gọi là 30 triệu người nói rằng là họ sẽ di chuyển bằng xe hơi cho nó an toàn, họ không bay. Với lại bão Ida vừa rồi nó quét qua một số những cái vùng đó, rồi hiện tại đó như là New York thì đang là gặp những cái thiệt hại về vấn đề thiên tai, cho nên sẽ có nhiều người không đi được tới New York. Mặc dù đã mua vé máy bay rồi là tính cuối tuần này đi, nhưng mà bây giờ sẽ phải hoãn lại vì cái lụt lội đang xảy ra ở đó vì cái bão Ida. Thì đa số đó thì khi được hỏi rằng là cái biến thể Delta này nó nguy hiểm như vậy đó, thì quý vị có e ngại khi đi du lịch hay không, thì đa số như mọi người nói rằng là chúng tôi chỉ gặp gỡ những người trong gia đình thôi, hay là ăn uống thì cũng trong gia đình thôi, và gia đình thì đã chích ngừa đầy đủ hết rồi, cho nên cũng có thể nói rằng là họ không có e ngại lắm về cái vấn đề Delta này. Tuy nhiên cũng có một vài tiểu bang thì họ cũng có những cái khắt khe hơn, thí dụ như là họ sẽ coi là quý vị có chích ngừa hay chưa khi mà tới đây, từ họ sẽ nhìn số xe nhé. Mình lái xe tới, thí dụ như là từ đây mà lái xe đi qua bên Arizona hay là Utah vân vân đó, dĩ nhiên là cũng sẽ có những cái trường hợp là sẽ coi là quý vị đã có chích ngừa chưa, tới tiểu bang này cư ngụ ở đâu, tạm trú ở ngay tại khách sạn nào vân vân, thí dụ vậy, thì họ cũng sẽ để ý. Nói về cái vấn đề mà đi du lịch như vậy đó, thì
Dĩ nhiên là cái mùa này mà đi bằng xe thì hơi nhức đầu về vấn đề giá xăng. Khi mà người ta nói mùa hè thì tại California có những cái quy định là phải bỏ những cái chất hóa học vào trong xăng để mà xăng nó không có bị bay hơi khi nóng nè, hoặc là nó không có gây thiệt hại cho xe vân vân đó. Thì khi mà cho thêm những chất hóa học vào thì xăng sẽ phải lên giá. Rồi người ta nói rằng là mùa thu hay mùa đông thì không có còn bỏ những chất hóa học nữa thì xăng nó rẻ xuống. Nhưng mà không. Và mùa thu và mùa đông thì người ta lại đi du lịch nhiều vì nhiều ngày lễ. Labor Day xong rồi tới Halloween, xong rồi tới Thanksgiving, rồi tới ngày lễ Giáng sinh, Noel vân vân đó. Thì một chuỗi những ngày lễ như vậy đó, người ta sẽ đi chơi nhiều. Và khi đi chơi nhiều thì sẽ dùng nhiều xăng, là xăng cũng sẽ vẫn lên giá chứ không có xuống giá. Cộng với lại ở cái thời gian vừa qua đó thì cái bão Ida nó đã làm cho một số những công ty lọc dầu ở dọc theo bờ biển của vịnh Mỹ Tây Cơ đó đã ngưng hoạt động để mà di chuyển những cái giàn khoan, ngưng lại cái việc sản xuất dầu. Vì thế khi họ nói rằng là khi chúng tôi ngưng mà chúng tôi không làm ra dầu tiếp á, thì quý vị cũng sẽ thấy giá xăng lên. Như vậy thì chắc chắn là giá xăng nó cũng như là giá nước mắm bây giờ đó. Ngày hôm qua tôi thấy có bạn nào đó bỏ cái hình lên trên mạng Facebook. Chai nước mắm mà 7 đồng 49 cent một chai. Mà còn có hàng chữ nữa nè. Mỗi người chỉ được một chai thôi. Chứ không phải là 7 đồng 49 cent. Quý vị muốn hốt bao nhiêu thì hốt 10 chai, 5 chai đâu. Limit nha. Tức là một người một chai thôi đó. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.